chương 1321, phát hiện kinh người. Cô trước đây không lâu mới cam đoan qua la sẽ không làm cách sự tình, kết quả rất nhanh liền bị đánh mặt. Ai sẽ nghĩ đến la vậy mà đến đòi muốn chữa trị giả thi thể. Đứng tại hồng ảnh cùng lẩm bẩm trên lập trường, chữa trị giả thi thể là điều khiển hỏa thụ ngân hoa trung tâm, nói là mệnh căn tử cũng không đủ, cho nên, cũng tương đương là thủ vệ nhất tộc mệnh căn tử. Mà la tại đại chiến kết thúc sau không đến thời gian một ngày, liền đến đây đòi hỏi mệnh căn của bọn hắn, loại chuyện này chính là khác người. Nhưng mà, đứng tại la lập trường có đầy đủ lực lượng hướng hồng ảnh đòi hỏi chữa trị giả thi thể dù sao hắn vì hồng ảnh cung cấp một cái gần như hoàn toàn mới hạch tâm nguồn năng lượng thể coi như đem chữa trị giả thi thể lấy tới hắn cũng không có ý định thu hồi hạch tâm nguồn năng lượng thể la đem hồng ảnh cùng lẩm bẩm trầm mặc nhìn ở trong mắt tự nhiên mà vậy cho rằng bọn họ tại do dự chỉ cần không phải lập tức cự tuyệt chính là điềm tốt nếu như bị dứt khoát cự tuyệt kia la cũng chỉ có thể từ bỏ tiến tới muốn về hạch tâm nguồn năng lượng thể nói thực ra Hồng Ảnh rất muốn làm trận cự tuyệt, nhưng hắn lo lắng rất nhiều, lúc này mới cho La Nhất chút mơ màng không gian. Như thế nào? Thấy Hồng Ảnh một mực trầm mặt, La không muốn làm các loại, rất là cường thế truy vấn một câu. Hồng Ảnh sắc mặt lên một chút biến hóa, có chút khó khăn. Những biến hóa này bị La kháng ở trong mắt, nhưng La làm như không nhìn thấy, bởi vì hắn muốn là Hồng Ảnh trả lời, cho nên không có khả năng chủ động biết khó mà lui. Huống hồ, hắn nhưng không có đơn phương cho Hồng Ảnh tạo áp lực, nếu như Hồng Ảnh nguyện y cho, tất cả đều vui vẻ không nguyện y cho, vậy coi như. Một bên, cô lấy người đứng xem thân phận quan sát đến hồng ảnh cùng la biểu hiện, cái trước lo trước lo sau, cái sau nhẹ như mây gió, mặc kệ là tâm tính vẫn là lập trường, đều giống như cách biệt một trời. Bởi vậy cũng không khó coi ra, hồng ảnh có rất lớn khả năng đáp ứng la yêu cầu, chỉ có điều còn kém một cây áp đảo lạc đà rơm rạ. Xin nhường ta suy tính một chút. Hồng ảnh hít sâu một hơi, xuất từ áp lực tâm ly, giờ khắc này ở đối mặt la thời điểm, biểu hiện được hơi yếu thế. Được rồi. La nhẹ nhàng gật đầu, phát giác được hồng ảnh kia khó mà che giấu yếu thế, cảm thấy kỳ quái sau khi, cũng có chút chờ mong hồng ảnh trả lời. Ngắn mũi vài câu trò chuyện, tăng thêm hồng ảnh thần thái, đều để hắn cảm thấy cơ hội rất lớn. Hồng ảnh quay lưng lại, chần chờ nhìn xem bị rễ cây quấn quanh chữa trị giả thi thể, so với thường quy hạch tâm nguồn năng lượng thể, chữa trị giả thi thể không chỉ có thể cung cấp bình thường quy cách nguồn năng lượng, còn có thể vì người sử dụng cung cấp một cái tự nhiên điều khiển chìa khóa. Cho nên chữa trị giả thi thể giá trị cao hơn thông thường hạch tâm nguồn năng lượng thể một cái cấp bậc. Chỉ có điều, cổ này chữa trị giả thi thể nguồn năng lượng đã còn thừa không nhiều. Hồng ảnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào la sở trưởng cung cấp hạch tâm nguồn năng lượng thể bên trên, nếu cầm chữa trị giả thi thể đi cùng la trao đổi cái này hạch tâm nguồn năng lượng thể, cơ bản cũng không tính ăn thiệt thòi. Vấn đề ở chỗ, la cương mới đòi hỏi chữa trị giả thi thể thời điểm, nhưng không có nói rõ điểm này. Trên lập trường yếu thế, để hồng ảnh bắt đầu suy nghĩ miên man, mà cô có thể cho cùng viện trợ cơ hồ là số không. Một lúc lâu sau, La Kháng lấy hồng ảnh chậm chạp không làm quyết định, đột nhiên ý thức được lúc trước không có đem thẻ đánh bạc nói rõ ràng. Hồng ảnh, ta sẽ không lấy không ngươi chữa trị giả thi thể, làm trao đổi, ta lúc trước lấy ra hạch tâm nguồn năng lượng thể là các ngươi. Hồng ảnh chậm rãi quay người, thần sắc có chút phức tạp. Cuối cùng một cộng rơm A. Cô đầu tiên là nhìn xem hồng ảnh, chợt nhìn hướng la. Như thế nào? Đây là la lần thứ ba truy vấn tốt, ta đồng ý. Hồng ảnh lần này đồng ý. Hắn tự nhận là mình không có lựa chọn nào khác, hoặc là nói, tại la trước mặt không có cự tuyệt chỗ trống. Thấy hồng ảnh đáp ứng, la vi miễn cười một cái, trực tiếp đi hướng bên trong khống đài. Hồng ảnh trầm mặt nhìn xem hắn, đồng thời giải khai chữa trị giả trên thi thể rễ cây. Một khi mất đi chữa trị giả thi thể, hỏa thụ ngân hoa điều khiển độ khó sẽ tăng gấp bội, nhưng có mới hạch tâm nguồn năng lượng thể, cũng liền không cần dùng thao tác đi đền bù nguồn năng lượng bên trên kiếm khuyết. Mặc dù, là kiếm là thua thiệt thật đúng là khó mà nói. La đi đến bên trong khống đài, chậm rãi vương tay, đặt ở chữa trị giả trên thi thể, Bạch Yên tự thể đúng hẹn lộ ra phải chăng hấp thu nhắc nhở. Cổ này chữa trị giả thi thể bị thủ vệ nhất tộc lợi dụng lâu như vậy, năng lượng hẳn là còn thừa không nhiều, có điều, cũng có thể vì ta cung cấp mới mảnh vỡ ký ức. La không có khả năng ngay trước hồng ảnh cùng lẩm bẩm mặt đem chữa trị giả thi thể hấp thu hết, một tay nhấc lên hóa đá chữa trị giả thi thể, chuẩn bị cầm lại gian phòng lại đi hấp thu. Vậy ta liền lấy đi. La đi xuống bên trong khống đài, đối hồng ảnh cùng cô lung lay trong tay chữa trị giả thi thể. Kỳ thật, hắn hiện tại có chút kích động cùng chờ mong, nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Hồng ảnh nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra một tia không bỏ. La không có ở lâu, mục đích đạt tới về sau, trực tiếp rời đi bên trong điều khiển, lưu lại nhìn nhau không lời hồng ảnh cùng cô. Sau khi trở lại phòng, La đóng chặt cửa phòng, sau đó đem chữa trị giả thi thể phóng tới trên mặt đất. Khói trạng hắc miêu từ mu bàn tay chui ra, lập tức huyển hóa thành thực thể, canh giữ ở la bên cạnh. Không biết có thể tăng thêm bao nhiêu. La đưa tay đụng vào chữa trị giả thi thể, chợt đồng y bạch yên tự thể cho ra tuyển hạng. Im ắng ở giữa, chữa trị giả thi thể bị la lòng bàn tay hấp thu, biến mất không còn tâm hơi, chỉ để lại một chỗ xác đá. Bạch yên tự thể không gian bên trong, thanh năng lượng chậm rãi dâng lên, tốc độ cũng không nhanh, nói rõ chữa trị giả thi thể còn thừa lại oán niệm hình năng lượng xác thực không nhiều. Rất nhanh, thanh năng lượng khắc độ đạt tới 25% liền đình chỉ bất động chỉ thêm 15 trái phải. La thang nhẹ một tiếng, ngược lại nhìn về phía phiêu phù ở bên trong không gian y thức ký ức niệm cầu, tính kỹ mấy cái, tổng cộng có 30 viên. Không do dự, La ấn mở trong đó một viên ký ức niệm cầu. Nửa giờ sau, La y thức trở về đến hiện thực, trong mắt lóe ra tinh quang. Ký ức tương thông, nhưng chi tiết khác biệt sao? Chỉ cần rút ra tất cả ký ức niệm cầu, có lẽ có thể cầm tới một chút mới tình báo, nhưng đoán chừng muốn hao phí không ít thời gian. La sửa sang lấy vừa rồi chỗ rút ra đến ký ức, vẫn như cũ không phải lấy chữa trị giả tự thân vì thị giác ký ức giống như là cái khác chữa trị giả thị giác lại giống là thượng đế thị giác khi nửa giờ ký ức đa số cùng viễn cổ nhân loại có quan hệ mà số ít cùng chữa trị giả có quan hệ tương đối trọng yếu tình báo tin tức cũng không nhiều nhưng có một hạng phát hiện để la kinh ngạc viễn cổ nhân loại nội bộ cũng không hài hòa có tranh chấp cũng có khác biệt lập trường phe phái loại hiện tượng này dường như ảnh hưởng đến lúc sau chữa trị giả cho nên chữa trị giả ở giữa cùng nó nói là phân công minh xác trên thực tế cũng có một chút phe phái lập trường nhân tố ở bên trong. có cái này phát hiện, la nhất thời hứng thú, có điều hắn càng muốn nhìn hơn nhìn có hay không thế giới thụ tình báo. không có dừng lại, trực tiếp điểm mở viên thứ hai ký ức niệm cầu. lại là nửa giờ trôi qua, viên thứ hai niệm cầu bên trong ký ức để là càng thêm kinh dị. nguyên lai like, lúc trước gian nan may mắn còn sống sót viễn cổ nhân loại hậu duệ sở dĩ có thế ngồi lên noa phương chu đi hướng lục đại lục là có một bộ phận tâm lưu thiện y chữa trị giả trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Tới đối đầu, có một bộ phận chữa trị giả cho rằng nhân loại không có tồn tại cần phải, từng nghĩ tới phải nhổ cỏ tận gốc, làm cho nhân loại cái chủng tộc này hoàn toàn biến mất, nhưng cũng may nội bộ ý kiến không thống nhất, mới khiến cho nhân loại có tiếp tục kéo dài huyết mạch cơ hội. Chương 1322, bất an. Từ cái thứ hai chữa trị giả thi thể chỗ đạo chảy ra ký ức, lệnh La càng thêm kinh dị cùng rung động. Viễn cổ nhân loại không hợp, chia làm hai cái phe phái, về sau dẫn đến chữa trị giả ở giữa không hợp, cũng chia làm hai cái phe phái. Nguyên lai like, viễn cổ nhân loại phong cách hành sự cùng tính cách, tất cả đều là tạo nên chữa trị giả kẻ cầm đầu một trong. Phái cấp tiến hệ chữa trị giả muốn triệt để trừ tận gốc nhân loại huyết mạch, ôn hòa phe phái chữa trị giả lại cho rằng nhân loại có kéo dài huyết mạch quyền lợi. Mà cổ này hóa đá qua chữa trị giả thi thể, tại ôn hòa phe phái bên trong địa vị dường như không thấp, cũng cùng thủ vệ nhất tộc lúc trước chức trách có cùng một nhịp thở liên hệ, bao quát cái kia trưởng khống linh hồn chữa trị giả. Thủ vệ nhất tộc chức trách, cùng hiện tại vốn có thế lực, đều cùng hai cái này chữa trị giả có quan hệ cũng cùng nhân loại tồn tục vấn đề có quan hệ. Cho nên, giả tưởng đại lục mới có giới tuyến trường thành, cho nên, thủ vệ nhất tộc đối với nhân loại mới có thái độ như vậy, sẽ không đi ngăn cản nhân loại y đồ mở ra chiếc hộp Pandora, lại từng bước cho cảnh cáo. Chỉ có điều, thời gian dài dằn dặt thay đổi quá nhiều đồ vật. La Tư tự chìm vào bạch yên tự thể bên trong, như có điều suy nghĩ nhìn xem còn lại ký ức niệm cầu, mơ hồ cảm giác được phần này ký ức chỗ có triệu nặng giá trị. Sau đó, hắn ấn mở viên thứ ba ký ức niệm cầu. Thế giới hiện thực, tại hắc miêu trong mắt la cũng chỉ là xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt lại cũng không nhúc nhích có điều làm bạch yên tự thể duy nhất người biết chuyện hắc miêu ngẫu nhiên không đứng đắn thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cửa phòng biến thành khói đen xuyên qua khe cửa đi vào hành lang sau đó biến trở về thực thể nhìn xem chính hướng bên này mà đến kim biscuit ma chi mấy người la có việc phải bận rộn tạm thời không muốn đi quấy rầy hắn hắc miêu không rõ ràng kim bọn hắn cụ thể y đồ đến lại nhìn ra được bọn hắn là đến tìm la mà la hiện tại không nên bị quấy rầy nghe được hắc miêu kim bọn hắn không khỏi khẽ giật mình cùng nhìn nhau liếc mắt la tại bận biểu cái gì ma chi hỏi ai biết được tóm lại không thể quấy nhiễu hắn hắn đang bận sự tình nhưng có nguy hiểm ma chi nhíu nhíu mày lại lui mà tiếp theo không có vậy là tốt rồi ma chi khẽ gật đầu chợt nhìn về phía kim cùng biscuit bọn họ chạy tới là dự định cùng La thương lượng một chút xương sống chi dịch phân phối, xét thấy Uvogin cùng Nobuna tại cuộc chiến đấu kia bên trong biểu hiện, trong đội ngũ thành viên đều là cho rằng phải mau chóng đem xương sống chi dịch cường hóa nâng lên nhật trình bên trong. Dù là tương tính không xứng đôi cũng không quan trọng, chỉ cần có thể quét trương tinh lỗ, tăng lên hiển đang dẫn lượng hạng mức cao nhất, liền có thể tương ứng tăng lên thực lực tổng hợp. Kết quả là làm sao lại đột nhiên có việc phải bận rộn rồi. Thấy Hắc Miêu không giống nói đùa, Kim cùng Biscuit nghĩ đến La sở trưởng có đặc biệt năng lực, liếc nhau. Hắc Miêu, chờ la là làm xong liền đến thông tri chúng ta một chút. Được. Hắc Miêu đáp ứng, một lần nữa biến hóa khói đen, xuyên qua khe cửa đi vào gian phòng bên trong. Biến trở về thực thể về sau, lắng nghe Biscuit bọn hắn rời đi tiếng bước chân. Đắm chìm trong trong trí nhớ la cũng không rõ ràng ngoại giới đã phát sinh sự tình, lúc này, hắn ngay tại từng bước một để lộ tầm màn che lịch sử. Trước mắt ngay tại lục địa tối bên trên bốn phía du đảng công nhân quét đường, tự hồ chính là phái cấp tiến chữa trị giả thủ bút, từ khô lâu nhân đã từng nhắc qua đại thanh tẩy, cũng cùng phái cấp tiến chữa trị giả có quan hệ. Mặc dù rút ra những ký ức này có thể càng hiểu hơn viễn cổ nhân loại cùng chữa trị giả quá khứ, nhưng La hiện tại càng muốn biết đến, là có liên quan thế giới thụ tin tức. Không cần quá kỹ càng, chỉ muốn nhìn một chút thế giới thụ cùng viễn cổ nhân loại có hay không liên quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La rút ra viên thứ ba ký ức niệm cầu, sau đó là viên thứ tư, thứ năm viên. Sau đó, hắn tiếp xúc đến một cái kỳ lạ danh từ, Mobius chi rắn. Một ngày trước đó, phi hành tòa thành đột nhiên tự bạo, cũng không có đối hỏa thụ ngân hoa tạo thành bất luận cái gì tổn thất. mặc dù thiên không bị xé nứt ra khắc biệt thứ nguyên, nhưng tiếp tục chỉ chốc lát liền bình tĩnh lại, phản phất cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. nhưng trên thực tế, không gian trung chuyển thời điểm, rất nhiều kỳ dị tồn tại đều cảm thấy được dị dạng, bao quát những cái kia tại lục địa tối không quy luật du đảng công nhân quét đường nhóm. đem lục địa tối so sánh nhân loại, như vậy, công nhân quét đường nhóm chính là nhân loại trong cơ thể hệ thống miễn dịch đối với ngoại lai vi khuẩn cùng virus rất là mẫn cảm, mà kia bị vỡ ra thiên không tại công nhân quét đường nhận biết bên trong chính là ngoại lai virus. Cho nên, dù là cách xa nhau lại xa, bọn chúng đều là ngay lập tức cảm thấy được dị biến. Cứ việc không gian vỡ ra chỉ tiếp tục chỉ chốc lát liền khôi phục nguyên dạng, bọn chúng cũng như bắt được mùi chó săn đồng dạng, bằng nhanh nhất tốc độ từ lục địa tối các nơi tụ đến. Cũng liền tại hỏa thụ ngân hoa rời đi không sai biệt lắm một ngày trái phải thời gian, cái thứ nhất công nhân quét đường liền đến đến thiên không đã từng vỡ ra vị trí, ở nơi đó thật lâu không động. Không chỉ có công nhân quét đường ngay lập tức phát giác được dị dạng, liền thế giới thụ đỉnh y thức thể, cùng ở vào thế giới thụ thượng tầng sinh vật cường đại, cũng là chú ý tới vết nứt không gian chỗ phương hướng. Nếu, ở vào thế giới thụ thượng tầng sinh vật có thể nhìn thấy đỉnh y thức thể, lại nếu có thể biết kia y thức thể đang suy nghĩ gì. Như vậy, những sinh vật kia ngay lập tức sẽ cảm nhận được cực hạn cảm giác nguy cơ, bởi vì, bọn hắn sẽ phát giác được y thức thể suy nghĩ vậy mà cùng mình không sai biệt lắm, nếu dùng một câu bết bát nhất hình dung từ, chính là, đồng hóa. Đó cũng không phải một chuyện tốt bọn hắn đợi tại thế giới thụ bên trên, cả ngày lẫn đêm hấp thu đến từ thế giới thụ bành trướng sinh mệnh lực, dùng cái này mạnh lên, dùng cái này đạt được tiến hóa. Loại hành vi này là đơn phương tìm lấy, lại không cần trả bất cứ giá nào, đây là đứng tại bọn hắn vị trí chỗ ở bên trên có thể thấy rõ ràng hiện huống. Nhưng mà, tại bọn hắn chỗ không nhìn thấy địa phương, khả năng chính treo lấy một cái tùy thời đều có thể hướng về đỉnh đầu lợi kiếm. Thế giới thụ đỉnh, ý thức thể vẻ ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, duy nhất không đổi là từ bốn phía tụ đến sinh mệnh lực, cùng kia treo tại sinh mệnh lực chính giữa chỗ to lớn con mắt. Giờ phút này, trong mắt bên trong chính phản chiếu ra hỏa thụ ngân hoa hình tượng. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định có thể cảm giác được đến từ con mắt bất an cảm xúc. Đến tột cùng tại bất an cái gì? Cùng lúc đó, lục địa tối các nơi đường ven biển nên đón cao đến trăm mét biển gầm, như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp. Chỉ có điều, như vậy quy mô biển gầm cũng không có đối lục địa tối tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao lấy lục địa tối chiếm diện tích, khi trăm mét cao biển gầm sắt thực chỉ có thể bị xem như thành tương đối tương đối cao phổ thông sóng biển. Về phần biển gầm hình thành nguyên nhân, cũng sẽ không khiến cho lục địa tối bên trên các sinh linh chú ý. Mà cái này tấp nập đến biển gầm, lại trùng hợp bị một chi nhân loại đội ngũ nhìn thấy. Chi đội ngũ kia, tự nhiên là đồng dạng tại lục địa tối bên trên biôn đội ngũ. Lấy tìm kiếm được chữa trị giả thi thể làm cơ hội, tiến tới đạt được càng nhiều thu hoạch. Thế là, bọn hắn chuẩn bị trở về lục đại lục, cho nên mới sẽ tiếp cận đường ven biển, từ đó nhìn thấy kia quái dị biển gầm bầy. Bởi vì cách khá xa, lại đứng tại chỗ cao, cho nên bọn hắn có thể nhìn thấy biển gầm, lại sẽ không bị biển gầm ảnh hưởng đến. Giống như không có địa chấn A. cu Ly nâng đỡ nhang mũi kính mắt, rất là nghi hoặc. Chương 1323, bọn hắn đường về. Có rất nhiều nguyên nhân sẽ khiến biển gầm, địa chấn chính là trong đó rõ ràng một loại, có điều, lại tới đây trước, cũng không có cảm giác được cảm giác chấn động. Bi ôm một đoàn người đứng tại chỗ cao, xa xa quan sát kia phóng tới đường ven biển, sau đó ven đường đập nát nham thạch cùng quét ngã cây cối biển gầm một đạo vượt ngang toàn bộ đường chân trời bạch tuyến cứ như vậy từ xa đến gần mang theo ầm ầm thanh thế mà tới loại này trận thế biển gầm đặt ở lục địa tối trước chính là phổ thông sóng biển rơi vào biôn bọn người trong mắt thì là không thể kinh thường thiên tai đủ để cho bọn hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé chỗ Ngô động tĩnh này thật sự là dông dài nữa nha Patrick tân miễn cười nhìn xem trước một đợt còn chưa yên tĩnh sau một đợt cũng nhanh thành hình biển gầm từ đám bọn hắn lại tới đây đã qua chừng nửa canh giờ nhưng biển gầm một điểm yên tĩnh dấu hiệu cũng không có nếu như là từ địa chấn dẫn dắt lên khi tâm địa chấn hẳn là cách bọn họ nơi này rất xa chủ yếu là bọn hắn phải thông qua đường biển trở về lục đại lục hoặc là giả tưởng đại lục nhưng biển gầm không ngừng bọn hắn không có cách nào bước ra bước đầu tiên các ngươi nói cái này biển gầm xem như thiên tai sao biển gầm là từ đáy biển địa chấn núi lửa bộc phát đáy biển xuống dốc hoặc khí tượng biến hóa sinh ra phá hư tính sóng biển lệ thuộc vào tự nhiên một trong tai nạn. Mary kia máy móc hóa vết tích 10 phần nghiêm trọng con mắt lướt qua từng đạo tinh quang, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là dòng số liệu. A. Mary, loại thời điểm này đừng như vậy đứng đắn A, à. nói không chính xác cái này biển gầm là cái nào đó quái vật cấp bậc sinh vật làm ra đến, ngươi phải biết, là sở trưởng sáng tác quyển sách kia bên trong, thế nhưng là có nham đảo của loại kia sinh vật. Usamen sờ lấy rộng lớn cái cầm, có chút bất đắc dĩ nhìn xem chững chạc đàng hoàng Mary. Không bài trừ khả năng này nha cu ly viện khung kính trong mắt hiện ra tinh quang chân thành nói giống loại kia thân dài sắp đột phá chân trời đáy biển ma thú tùy tiện vỗ một cái cái đuôi xác thực có khả năng dẫn phát một trận biển gầm này này bây giờ có thể không thể đừng trò chuyện loại chủ đề này chúng ta đợi chút nữa nhưng là muốn đi đường biển hồi thứ sáu đại lục nói những cái này khiến cho người ta sợ hãi luận sự ta đề nghị trước chậm tầm vài ngày lại xuất phát dạng này điểm an toàn cu ly nghiêm túc nói nghe giống như rất có đạo ly thế là đám người không khỏi nhìn về phía Bion, dường như muốn Bion đến định đoạt. Bion phản phất không có chú ý tới các đội hữu nói chuyện cùng nhìn chăm chú, nghiêng đầu nhìn về phía Yuji, lớn tiếng thì thầm nói, nhỏ Yuji, -Gi, giúp ta làm nóng một chút rượu. Được rồi. Yuji bờ môi nhấp nhẹ, động tác thành thạo hiện trường ấm lên rượu tới. Loại khí trời này, đến chén hâm rượu là thích nhất chẳng qua sự tình. Bion ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm, chợt có chút hăng hái nhìn về phía xa xa đường chân trời, giống như là đang thưởng thức khó được mỹ cảnh. Ừm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Cũng tại lúc này, Bion mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, nghi hoặc đón lấy ánh mắt của mọi người. Ngắn mũi trầm mặt về sau, Cú cười khổ nói, đội trưởng, cái này biển gầm nhìn rất không bình thường, chúng ta có phải là nên chậm tầm vài ngày lại xuất phát? Không cần đến, người giữ cửa chỉ đường niệm thú sẽ sớm lẫn tránh nguy hiểm, để chúng ta thuận lợi trở về giả tưởng đại lục. Bion không cần suy nghĩ liền cự tuyệt cái này nhìn như ly do an toàn đề nghị chờ cái này biển gầm yên tĩnh, hắn muốn ngay lập tức vào biển, bằng nhanh nhất tốc độ trở về giả tưởng đại lục. Lúc trước, hắn tại lục địa tối thiên tân vạn khổ tìm tới một loại hy vọng, lại tại đường về lúc khô héo tan biến, lần này, hắn cũng không muốn nặng hơn nửa đạo vết xe đổ, như là đã tìm được hợp tiêu chuẩn hy vọng, đương nhiên phải nhanh một chút trở về. Chớ nói chi là, bọn hắn lần này tìm được hai loại hy vọng. Nhìn thấy Dion đều nói như vậy, cứ việc cu ly bọn người có chút lo lắng, cũng là chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Trụ ấm tốt. Du đem ấm tốt rượu đổ vào trong chén, lại đưa cho Bion. À! Bion tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn thở ra một ngụm tử khí. Du một lần tính ấm không ít rượu, trừ từ trước đến nay không uống rượu Mary cùng Golem, những người còn lại đều là nhân thủ một chén, học Bion ngồi dưới đất, lập tức nhìn xem phương xa thủy triều lên xuống. Bọn hắn phải kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian. Thiên không càng thêm âm trầm, tụ tập mà đến mây đen bắt đầu cuồn cuộn. Sau một lúc lâu, mưa rào mưa như trút nước đám người ngồi ở trong mưa gió, nhìn phương xa càng ngày càng không bình tĩnh mặt biển, nhưng không có chú ý tới riêng phần mình cái bóng sau kia lóe lên một cái rồi biến mất nhỏ bé dị động. Ngay tại cái bóng biến mất một khắc cuối cùng, dường như có chút vặn vẹo một chút. Trận mưa này tới thật không phải lúc. Usamen nhếch miệng, ngư dân xuất thân hắn, bản năng chán ghét loại khí trời này. Đúng vậy a, à, để ta nhớ tới 10 ngày trước ác chiến, khi đó kém chút đem mệnh giao phó. Mu hơ lòng còn sợ hãi vuốt ve một chút lồng ngực, cách một tầng quần áo, phản phất vẫn có thể đụng chạm đến vậy theo dựa vào dược vật mà cấp tốc khỏi hẳn nổi lên vết sẹo. Ngày ấy, đồng dạng là mưa gió thời tiết, địch nhân tới đánh mặc dù chỉ có ba cái, nhưng mạnh đến mức chỉ có thể dùng quái vật hai chữ để hình dung. Cái này cũng thì thôi, lại cứ ba cái kia quái vật lại còn làm lên đánh lén hoạt động, vừa đối mặt xuống tới, kém chút phế đội ngũ hơn phân nửa chiến lực. May mà đội ngũ nhân số chiếm cứ nhất định ưu thế, lại thêm Bion cùng Mary xuất sắc chiến lực, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại đợt thứ nhất thế công, tiến tới gian nan lấy được thắng lợi. Nghe được mu hơ nhất lên trận kia ác chiến, đám người không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng, cho dù là Paris Tân cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Bion vẫn là ở trong mưa gió tiêu sái uống rượu, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ có điều, Bion trong đầu vẫn không khỏi hiện ra ba cái kia tướng mạo hình thể rất tiếp cận nhân loại địch nhân. So với cái khác vì chữa trị giả thi thể mà đến địch nhân, kia tại trong mưa to đánh lén đội ngũ ba cái dị loại xác thực phi thường cường đại, mà cuộc chiến đấu kia cũng được xưng tụng là một trận ác chiến nếu không phải từ chữa trị giả thi thể nơi đó đạt được trên thực lực tăng thêm đoán chừng liền phải cơ hờ kết tại trận kia trong lúc ác chiến nói tóm lại kết quả là tốt đến tay hai loại hy vọng cũng sắp đạp lên đường về a à, biển gầm giống như ngừng sau một lát Cú Ly phát hiện đường chân trời bên trên đã không còn biển gầm xuất hiện thế nhưng là hiện tại chính là mưa to gió lớn mặt biển rất không bình tĩnh không thích hợp lắm ra khơi ừm thật ngừng đám người tụ lên thị lực xuyên qua mưa rào thấy rõ trên mặt biển tình huống, xác thực không nhìn thấy mới biển gầm thành hình, thay vào đó chính là cuồng đào cự lãng. Bi ôn tiện tay hất lên, chén rượu rời tay rơi trên mặt đất, dần lên mảng lớn bọc nước. Vậy liền. Lên đường đi. Theo ra lệnh một tiếng, Bi ôn một ngựa đi đầu, hướng chân núi thả người nhảy lên. Những người khác thấy thế, ngay lập tức đi theo. Lấy thân thủ nhanh nhẹn cấp tốc xuống núi, về sau bốc lên mưa gió mà đi, đi hướng thủy tai tràn lan không lùi đường ven biển. Đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền đến đường ven biển. Hong Bi. nhìn về phía đầu đội đầu bếp mũ cao Hong Bi. Hiểu rõ. Hong Bi khu động niệm lực, cụ hiện hóa ra một đài tủ lạnh. Mở ra cửa tủ lạnh, đối gần biển khu một trống, một chiếc cỡ trung tiểu thuyền biển từ nhỏ biến thành lớn, thành công rơi vào trên mặt biển, lay động không thôi. Nhìn xem Hong Bi móc ra thuyền biển, Bi lấy ra một viên cùng sau khi cờ hờ kết tràn hạt cao độ tương tự châu tử, tay không bóp nát. Nương theo lấy tiếng vang, châu tử mảnh vỡ hóa thành niệm lực, tự động tụ tập lại, biến thành một cái tướng mạo kỳ lạ, bình thường thân cao loại người sinh vật. Khi một đôi hơi hướng ra phía ngoài đột con mắt quét về phía bi ôm bọn người, dùng một loại không mang mảy may tình cảm thanh tuyến nói, xác nhận đường về. Chương 1324, có hay không vi phạm? Bóp nát châu tử chỗ cụ hiện hóa ra đến sinh vật, lệ thuộc vào niệm thú bên trong công năng hình, hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng vẻ ngoài trên lệch rất xa, sinh ra lông vũ, cũng mọc ra có chút cuộn lên dây leo, thậm chí có thể nhìn thấy một chút loài chim cùng loài có vú sinh vật đặc thù. Kỷ niệm thú như là nhiều loại động thực vật đặc thù chỗ hợp lại mà thành, có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Lên thuyền. Bi ôn nhìn thoáng qua người giữ cửa cung cấp niệm thú, chợt kêu gọi các đội hữu leo lên thuyền biển. Mưa to không ngừng, tiếng sóng không thôi. Mặt biển lộ ra hung hiểm dị thường, để thuyền biển không ngừng lay động sóc nảy, sợ một giây sau liền bao phủ tại sóng lớn bên trong. Bi ôn một đoàn người lục tục lên thuyền, mà cái kia vẻ ngoài quá dị niệm thú cũng theo đó lên thuyền. Làm chỉ đường người, niệm thú có quy hoạch ra một đầu chính xác tuyến đường năng lực, nếu như phía trước có không thể lẫn tránh nguy hiểm, vậy nó sẽ ngăn cản bio một đoàn người ra khơi. Mà bây giờ, nó không có bất kỳ cái gì dị nghị, cũng đại biểu cho ra khơi là có thể được. Phụ trách lái thuyền người là Usamen, ngay lập tức liền đi tới phòng thuyền trưởng, mà thôi người qua đường niệm thú im hơi lặng tiếng đi theo Usamen đằng sau. Tiến vào phòng thuyền trưởng về sau, Usamen lập tức khống chế lại bánh lái mà thôi người qua đường mặt không biểu tình đứng tại Usamen bên cạnh. Dù cho từng có một lần kinh nghiệm, Usamen vẫn sinh lòng cách ứng, cho dù ai bên cạnh từ đầu đến cuối đứng một đầu quái dị niệm thú, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có quá tốt cảm giác. Tại Usamen điều khiển dưới, thuyền biển theo gió vượt sóng, hướng về phương xa mà đi. Trong đội ngũ những người khác lục tục đi vào khoang tàu, trên sàn nhà lưu lại một bãi thác nước dấu vết. Bio ngồi cạnh cửa sổ trên ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong ba mưa rào, thân thể cường tráng hiện ra niệm lực Từng sợi mắt trần có thể thấy hơi nước từ ướt ác tóc trên quần áo bay lên. Hắn niệm lực bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao, dùng cái này bốc hơi rơi vào trên người nước mưa. Lão đầu tử là kẻ thất bại, mà ta không giống. Dion trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hắn cũng không có làm trận khẳng định mình là người thành công, bởi vì, hắn cách thành công còn kém một bước, mà Netero dẫn đầu hiệp hội, đã có thể xác định là kẻ thất bại. Paris Tân hơi hơi hít mắt, đi vào phía trước cửa sổ, không giống với Dion đang nhìn ngoài cửa sổ mưa gió. Hắn ngược lại là quay đầu ngắm nhìn tại màn mưa bên trong dần dần mơ hồ đường ven biển. Không có gì có thể lưu luyến, bởi vì bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ còn trở lại. Nếu nói có tiếc nuối, đó chính là không thể lại cùng La đội ngũ tiến hành tiếp xúc, nhưng chuyến này thu hoạch rất dồi dào, hơn nữa còn gặp Donfiet. Cứ việc cách thành công còn kém cách xa một bước, nhưng bọn hắn đã lấy được thắng lợi. Chỉ là, Patrick Tân thu lại nụ cười, trong lòng luôn có một sợi vung đi không được vẻ lo lắng, hơi có vẻ nặng nề giống như là cổ họng thắt cổ lấy một khối nho nhỏ quả cân. Chúc chúng ta, thuận buồn xuôi gió. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, thấp giọng tự nói. Đạp lên đường về Bio một đoàn người, đối giả tưởng đại lục cùng lục đại lục hiện huống hoàn toàn không biết gì. Biển sâu, bóng đêm vô tận. Trên thềm lục địa nhiều hơn không ít khe hở, hình thành rất nhiều đạo hải đáy thác nước, tiến tới để quanh mình hải lưu bạo động lên. Biển sâu ma thú nhau nhau nhượng bộ, rời xa chỗ thị phi này, mà một cái vẻ ngoài giống như sách không rõ chi vật tại trên thềm lục địa đi lại, có thể xưng bước đi như bay, không nhận bạo loạn hải lưu ảnh hưởng. Vẻ ngoài giống như sách, thân ở biển sâu, không phải chữa trị giả lại có thể là ai. Khi nó đi qua trên thềm lục địa một đạo cái khe to lớn, không gặp bất kỳ động tác gì, phản phất thời gian quay lại, khe hở tại im ắng ở giữa khôi phục nguyên dạng. Nó cứ như vậy bước nhanh đi qua thềm lục địa, chữa trị từng đạo trên thềm lục địa khe hở. Đến lúc cuối cùng một vết nứt khép lại về sau, nó nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước, lại đi lại tốc độ trở nên càng nhanh. Không biết đi lại bao lâu, nó đi vào một chỗ đứng lặng tại thềm lục địa phía trên cao ngất tường thành trước, ngửa đầu, để sách hình thân thể bày biện ra một loại kỳ quái tư thế. Biển sâu hắc ám không ánh sáng, như giờ phút này đến điểm hào quang nhỏ yếu, nói không chính xác sẽ đem chữa trị giả cho rằng thành sông bê bốt. Ầm ầm. Có lẽ là bởi vì chữa trị giả đến, khi cao ngất tường thành phát ra trầm thấp tiếng vang, giống như là tại có chút xê dịch, nhưng nhìn kỹ phía dưới, Phát nhận không có nhúc nhích qua. Hắc ám bên trong, ở vào chữa trị giả trước mắt trên tường thành vỡ ra một đầu dựng thẳng lên to lớn khe hở, ngay sau đó chậm rãi chống ra, lộ ra một con cự hình mắt trắng, xem hắc ám tại không có gì, lãnh đạm nhìn chăm chú lên chữa trị giả. Chữa trị giả duy trì lấy kia kỳ quái tư thế, bị sách phía trên nào giống như là vẽ xấu đi lên con mắt, ngay lập tức đón lấy mắt trắng nhìn sang ánh mắt. Nó biết, trước mắt cái này đồng bạn đầu lâu cũng không ở đây, nhưng ánh mắt lại ở khắp mọi nơi, hoặc là nói, có thể xuất hiện tại giới tuyến bên trên bất luận cái gì một chỗ vị trí có vi phạm người lấy thuần túy tinh thần lực bệnh lời nói xuyên qua im ắng biển sâu đưa vào kia mắt trắng chỗ trong ý thức không có mắt trắng không có chút nào cảm xúc gần sóng đáp lại một câu chữa trị giả tinh thần bên trong lại phát ra một tia không vui phát ra chất vấn y tứ vậy ngươi tại sao phải động có đồ vật để ta bất an thứ gì không biết a à, vậy ngươi vi quy mắt trắng cầm mặt ta không có tư cách trừng phạt ngươi, nhưng ngươi là thủ giới giả, còn như vậy vô sự mà động, giới hạn sẽ xuất hiện vết trách. Chữa trị giả dường như nói đến thế thôi, điều chỉnh một chút quá dị tư thế, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Vân vân. Mắt trắng bên trong lướt qua một vòng lạnh lẽo hàng quang. Chữa trị giả dừng bước lại, nhưng chưa có trở về thân. Có một ít không quan trọng chi vật xâm lấn thân thể của ta, là bọn chúng liên hồi ta bất an. Bọn chúng vượt biên giới sao? Mắt trắng trầm mặt nửa ngày, không có chữa trị giả không cần phải nhiều lời nữa, đi nhanh rời đi. Mắt trắng nhìn xem chữa trị giả bóng lưng rời đi, một lát sau, kia ầm ầm thanh âm lại lần nữa vang lên, phản phất bản khối tại xe dịch, nhưng cũng không có gây nên động tĩnh gì. Cũng liền mấy lần thời gian trong nháy mắt, tiếng vang biến mất, mà phản phất giống như tường thành cao ngất vách đá phía trên mắt trắng biến mất vô tung vô ảnh, không lưu mảy may vết tích. Hỏa thụ ngân hoa. La mở tròn mắt, lục cảm tại ngắn dây lát ở giữa khôi phục, trước hết nhất mà đến, là mồ hôi ướt nhẹp quần áo dính ngượng ngùng cảm giác, rất là không thoải mái. Trên người niệm lực yếu ớt như mưa phùn, liền quấn đều trở nên rất không ổn định. Sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt, tinh thần càng là uể oải suy sụp, nhìn qua tương đương mỏi mệt. Liên tục đọc đến ký ức niệm cầu, cho tinh thần cùng thân thể mang đến không nhỏ gánh vác. Biết rõ nên dừng tay nghỉ ngơi, nhưng là đối với tiếp theo thiên chương khát vọng lại nhiều lần để hắn lựa chọn tính lãng quên đến từ thân thể cảnh cáo. Là, ngươi trạng thái rất kém cỏi, nên nghỉ ngơi. Hắc Miêu ngồi chồng hổm ở một bên, cầm trong tay gặm đến một nửa rít vang khoáng thạch. Từng. La dùng bàn tay chăm chú đè ép cái trán, hơi thư giãn hạ căng đau cảm giác. Bị mạnh nhét vào trong đầu ký ức, trước mắt tựa như là bốn phía tảng mắt thư tịch, phải cần hắn tốn một chút thời gian đi chỉnh ly phân loại, đem thư tịch từng cái phóng tới trên giá sách, bằng không, tác dụng phụ liền sẽ một mực tồn tại. Ma chi bọn hắn tới tìm ngươi, giống như có việc muốn thương lượng với ngươi, nhưng bị ta cản lại, có muốn hay không ta hiện tại đi gọi bọn họ tới. Hắc miêu gặm một cái khoáng thạch, kẻo kẹt kẻo kẹt nhai lấy. Đi gọi đi. La ngược lại vò lên huyệt thái dương. Chương 1325, vuốt ve an ủi. Hắc miêu rời phòng, đi hô kim bọn hắn. La đứng dậy, cầm lấy trên bàn ấm nước, mấy ngụm liền uống sạch bên trong nước. Đầu căng đau cảm giác còn tại, đoán chừng muốn tiếp tục một đoạn thời gian. La buông xuống ấm nước, hít một hơi thật sâu, chợt nhắm mắt lại, dùng hai tay trùng điệp xoa huyệt thái dương, y đồ lấy phương thức như vậy đến làm dịu căng đau cảm giác. Nhưng là, hiệu quả quá mức bé nhỏ không thể còn như vậy làm loạn. Là phản tư hành vi của mình. Biết rõ đọc đến quá lượng ký ức sẽ cho thân thể cùng tinh thần mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ, lại không có thế khống chế lại mình, lại không có suy nghĩ qua thân ở hoàn cảnh cùng hiện huống. Nếu là đột nhiên gặp được sự tình, lấy hiện tại trạng thái, còn không bằng nhân viên hậu cần chiến lực. La Cường bách mình không đi đụng vào vừa lấy ra ký ức, mà là một mạch đem ký ức đẩy lên nơi hẻo lánh chỗ, chờ trạng thái tinh thần tốt một chút lại đến chỉnh ly. Két. Cửa bị mở ra, Hắc Miêu đi tới, Kim, Biscuit, Machi, Sidaji mấy người theo sát phía sau. La nghe được thanh âm, mở to mắt nhìn về phía bọn hắn. La, sắc mặt của ngươi. Machi lần đầu tiên liền chú ý tới La kia khuôn mặt tái nhợt, trong lòng khẩn trương, bước nhanh đi đến La bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. La nắm chặt Machi đưa qua đến tay, Trấn An nói, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi. Ngươi lại tại làm cái gì? Đem mình chỉnh thành dạng này. Kim nhấc lông mày, tinh tế đánh giá La sắc mặt vết mồ hôi rất nhiều, tóc đều thắt nút, không nói bộ mặt huyết sắc, liền kia trong mắt, tơ máu mật phải cùng mạng nhện, chợt nhìn xem đến, giống như thức đêm hơn 10 ngày không ngủ được. Trừ niệm. Biscuit nhìn chầm chầm la kia trong mắt tơ máu, nàng cùng la đồng hành nhiều năm, rất rõ ràng la minh trên mặt làm việc thái độ 10 phần phù hợp nghề nghiệp thợ săn chỗ vốn có cẩn thận nhập vi, nhưng bí mật có một số việc lại thích làm ẩu, thậm chí không có suy nghĩ qua hậu quả. Sidaji ngay tại Biscuit bên cạnh, cũng là đang nhìn la, nhưng lời gì cũng không nói. La Tiên là nhìn một chút kim, sau đó nhìn một chút biscuit, nghe răng cười một tiếng, lựa chọn không nói. Được thôi. Kim nhún vai, ngược lại sẽ không quá hiếu kỳ. Biscuit thì là khẽ lắc đầu, cũng không có ý định hỏi tới đấy. Bọn hắn mặc dù rất rõ ràng La khẳng định tại làm loạn cái gì, nhưng cũng rõ ràng La làm việc từ trước đến nay có chừng mực, là một cái không cần đi quá lo lắng đồng bạn. Hắc Miêu nói các ngươi có việc muốn tìm ta thương lượng, là xương sống chi dịch. La vẫy gọi ra hiệu tìm một chỗ ngồi xuống. Từng, phục dụng xương sống chi dịch hiệu quả thực tế so trong dự đoán còn muốn xuất sắc, cho nên, chúng ta dự định tại gần đây lục tục phục dụng xương sống chi dịch. Biscuit chuyển cái ghế ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc. Tại cùng Rick nhất tộc chiến đấu bên trong, Uvogin cùng Nobuna cũng là bởi vì phục dụng xương sống chi dịch mới có như vậy sáng chói biểu hiện. Loại chuyện này không cần cố ý tới tìm ta thương lượng, chính các ngươi quyết định là được, nhưng ta đề nghị các ngươi không nên gấp tại nhất thời, có thể chờ tất cả xương sống chi dịch giám định kết quả ra tới lại tính toán sau, bởi vì còn lại xương sống chi dịch có thể có thế giám định ra phù hợp tương đối cao loại hình. La cũng đại khái đoán ra biscuit bọn hắn y đồ đến, chỉ có điều, như loại này tự hành phân phối vật liệu sự tình, không cần cố y trải qua đồng y của hắn. Phù hợp cũng không phải là cần thiết, chỉ cần có thể khuếch trương tinh lỗ cùng tăng cường thể chất liền đầy đủ. Biscuit cúi đầu nhìn xem mình non nớt bàn tay nhỏ trắng loãng, dù cho biến trở về nguyên hình, cường độ thân thể cùng hiển đang giận lượng vẫn cùng lục địa tối đầy đất đi địch nhân kém một khoảng cách, làm phần cứng phương diện ở vào tuyệt đối thế yếu, cũng liền không phát huy ra phần mềm ưu thế. Tương đương nói là chỉ có một thân kỹ xảo, lại bị giới hạn hiển đang dẫn lượng trên lệch mà không phát huy ra được, mà Uvogin cùng Nobuna tại giảm bớt trên lệch về sau, nhiều năm rèn luyện ra tới kỹ xảo giết người lập tức biến thành đánh đâu thắng đó sát khí. Đây chính là rõ ràng khác biệt, cao hơn xương sống chi dịch phù hợp. Tại Biscuit xem ra, chỉ cần có thể khuếch trương tinh lỗ, như vậy, coi như muốn nàng lựa chọn cường hóa không hề có tác dụng móng tay, nàng cũng sẽ đồng ý. Ta cùng Biscuit cách nhìn nói chung nhất trí. Kim cũng là y tứ này, chỉ cần có thể gia tăng hiển đang dẫn lượng hạng mức cao nhất liền đủ. La Kháng đạt được Kim cùng Biscuit đã hạ quyết tâm, ngược lại nhìn về phía trầm mặt ít nói Sidaji, dừng một chút, biết Sidaji từ trước đến nay biết nghe lời phải, cũng liền không lắm miệng hỏi đến, mà Machi hơn phân nữa cũng có mình y nghĩ. Vậy các ngươi cứ dựa theo chính mình y tứ đến, ta mấy ngày nay có việc phải bận rộn, liền không lẫn vào. Được. Thấy La trạng thái kém như vậy, Kim bọn hắn không có đợi lâu, trực tiếp rời phòng, nhưng Machi lưu lại gian phòng bên trong chỉ còn lại la hòa ma chi cùng không có chút nào tính tự giác bóng đèn hắc miêu chớ suy nghĩ quá nhiều ta cam đoan với ngươi sẽ không khác người cũng sẽ không làm loạn la có chút chống đỡ không được ma chi ánh mắt thế công khoát tay thua trận đồng thời làm ra cam đoan ma chi than nhẹ một tiếng rút vào la trong lồng ngực không nói thêm lời nhận biết lâu như vậy nàng sao lại không biết la tính tình chính là một đầu bất luận cái gì dây cương đều không thể buộc lại ngựa hoang hai người yên tĩnh ôm nhau cảm thụ được lẫn nhau dần dần lên cao nhiệt độ. Mãn Ngọc trong ngực, khó tránh khỏi sao động. Không đến mấy giây, La liền có phản ứng. Ma Chi gương mặt không khỏi hồng nhuận, nàng tính cách cường thế, nhưng loại chuyện này, nàng tại La trước mặt từ trước đến nay ở vào yếu thế, mà lại đã có một đoạn thời gian rất dài không có vuốt ve an ủi, có lẽ là dạng này mới trở nên tương đối mẫn cảm. Sau đó, hai người bọn họ rất có ăn y nhìn về phía ngay tại gặm khoáng thạch hắc miêu. Phát giác được La Hòa Ma Chi ánh mắt, Hắc Miêu nháy nháy mắt, dơ lên gặm đến một nửa khoáng thạch, hỏi, thế nào, các ngươi muốn ăn? La trầm mặt nửa ngày, chợt mỉm cười. Hắc Miêu lập tức cảm thấy một sợi hàng y từ xương sống lưng luồn lên, không nói hai lời liền thu hồi khoáng thạch, hóa thành khói đen từ chỗ khe cửa chui ra ngoài. Đuổi đi bóng đèn về sau, hai người nhìn nhau không nói gì, mang theo nhiệt độ hô hấp bổ nhào vào lẫn nhau khuôn mặt. Ngươi bây giờ, có thể làm sao? Ma Chi bị gần trong gan tất hô hấp hôn đến có chút mê ly. La không nói gì, khuôn mặt tiến tới, trong mắt hiện ra nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, Machi thân thể rất nhỏ rung lên, cảm nhận được đến từ la cứng rắn cùng lửa nóng. La hiện tại xác thực rất mệt mỏi, mặc kệ là tinh thần hay là thân thể, nhưng Ma Chi tiểu tức phụ kia dạng thần thái quả thực mê người. Bá! La nhẹ làm năng lực, một nháy mắt liền lột sạch Ma Chi quần áo. Tại Machi kia trầm thấp tiếng hừ nhẹ bên trong, La đem Machi nhào vào trên giường, truyền miên một lát, cuối cùng kết hợp với nhau. Hồi lâu sau, Nương theo lấy một chút kiềm chế thẹn thùng âm thanh, hai người chăm chú ôm nhau. La đã là tình trạng kiệt sức, cái cầm chống đỡ tại Ma Chi trên đầu, hơi chút nhắm mắt, liền ngủ say sưa quá khứ. Ma Chi gương mặt rút vào La trên lồng ngực. Bỗng nhiên, nàng kia đỏ mặt chưa tán gương mặt hiện lên một vẻ bối rối, nâng tay phải lên đặt nhẹ tại bóng loáng mà rắn chắc trên phần bụng. Hỏng bét. Quên làm phòng hộ biện pháp. Chương 1326, tin tức mới. La rồng trả ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, nghe Ma Chi nói nửa đường có để cúc kỳ tiểu thư tới xoa bóp nhưng cũng có thể là hắn quá mệt mỏi nguyên nhân cho nên tại xoa bóp kết thúc sau cũng không tỉnh lại nữa có điều là nhất thức tỉnh đến tinh thần sảng khoái đầu căng đau cảm giác cũng biến mất cảm giác cả người một lần nữa sống tới đồng dạng la qua loa lấp đầy bụng cùng ma chi đơn giản giao phó vài câu liền lại một mạch chui vào bạch yên tự thể bên trong bắt đầu rút ra còn lại ký ức niệm cầu lần trước hắn từ đó rút ra đến có quan hệ mobi út trắng ký ức liên tưởng đến lục đại lục thế giới bản đồ được xưng mobi út hồ khó tránh khỏi sẽ sinh ra rất nhiều mơ màng. Giữa hai cái này sẽ có cái gì liên hệ, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Mặt khác, liên quan tới song trọng tưởng tượng khái niệm, tại những ký ức này cầu bên trong có kỹ lưỡng hơn tâm đắc. Chính là bởi vì tiếp xúc đến càng ngày càng nhiều cảm thấy hứng thú không biết sự vật, là mới có thể mất ăn mất ngủ không ngừng rút ra ký ức niệm cầu, từ đó coi nhẹ thân thể tình huống. Ý thức, lại một lần nữa chìm vào mới trong trí nhớ, lấy người đứng xem thị giác, dáng lâm tại lúc trước ký ức. Đen trắng thế giới bên trong, cả người khoác áo bào nhân loại đứng tại trong hồ nước cạn khu trên thân bao phủ một tầng cường đại mà chói mắt khí tràn một lát sau nhân loại kia trầm mặt hướng về hồ trung tâm đi đến phóng ra mấy bước về sau liền đưa tay xốc lên vành nón lộ ra một tấm sinh đầy vỏ sò cùng cỏ sỉ rêu gương mặt từ kia nửa lộ mặt mày đến xem lờ mờ có thể thấy được là một nữ nhân la liền đứng tại cách đó không xa nhìn thấy nữ nhân kia gương mặt về sau không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bởi vì nữ nhân kia trên mặt dài vỏ sò cùng cỏ xỉ rêu mà là vỏ sò cỏ xỉ rêu phía trên lượng lờ lấy không rõ màu đen niệm lực rất giống trải qua sau khi cờ hờ kết biến thành mạnh oán niệm nhưng trên thực tế cũng không phải là sau khi cờ hờ kết chi niệm là đối với oán niệm hết sức quen thuộc vẻn vẹn liếc mắt liền có thể phân biệt ra cái kia màu đen niệm lực như là nhúc nhích côn trùng số lượng không ít tại vỏ sò cỏ xỉ rêu phía trên tùy y dãy dụa thân thể tản ra như thực chất ác y nhưng mà trên người nữ nhân kia niệm lực cường đại mà lóa mắt lại không cách nào can thiệp đến kia vỏ sò cỏ xỉ rêu bên trên màu đen niệm lực mặc cho màu đen niệm lực muốn làm gì thì làm ký ức niệm cầu nếu là có số hiệu liền tốt nhìn trước mắt tình cảnh la thang nhẹ một tiếng đối với ký ức niệm cầu tính chất nhảy nhót rất là bất đắc dĩ bên trên một viên ký ức niệm cầu mới nâng lên song trọng tưởng tượng tần sâu khái niệm cái này một viên ký ức niệm cầu liền nhảy đến một màn này từ nữ nhân này quần áo đến xem có thể kết luận là viễn cổ nhân loại nhưng la đối kia vỏ sò cỏ xỉ rêu hoàn toàn không biết gì chỉ cảm thấy rất nguy hiểm mà lại trên mặt nữ nhân hiện ra vẻ thống khổ, lấy viễn cổ nhân loại tính bền dẻo, nghĩ đến bị dày vò đến không nhẹ. Nữ nhân ở trong hồ đi lại, la tại trên mặt nước đi lại, hai người sóng vai mà đi. Đột nhiên, nữ nhân dở xuống áo bào, đầu gối trở lên thân thể toàn bộ bại lộ trong không khí. La thấy thế khẽ giật mình, không khỏi kinh sợ thối lui một bước. Nữ nhân trên người, đồng dạng mọc ra lớn diện tích cỏ sĩ rêu cùng vỏ sò, mà cái kia màu đen niệm lực, tựa như là một đống đen dòi ở phía trên nhúc nhích. Cái này rốt cuộc là thứ gì la kiên kỵ nhìn xem cái kia khác biệt tại oán niệm màu đen niệm lực không rõ tà ác rất khó tưởng tượng cái này nữ tính viễn cổ nhân loại ngay tại thừa nhận như thế nào đau khổ nữ nhân trần trụi lấy thân thể chậm rãi hướng về khu nước sâu mà đi nước hồ chậm rãi tràn qua đầu gối của nàng đùi phần eo lồng ngực có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của nàng càng thêm đau khổ rõ ràng có cường đại như vậy niệm lực lại đối vậy theo bám ở trên người màu đen niệm lực bó tay toàn tập loại kia cảm giác bất lực mang đến đau khổ chỉ sợ thắng đau đớn trên thân thể tại la đứng ngoài quan sát dưới nữ nhân đi vào khu nước sâu nước hồ tràn qua trán của nàng sau một lát nữ nhân hoàn toàn biến mất trong hồ trên mặt hồ chỉ còn lại từng vòng từng vòng đẩy ra gợn sóng la chần chờ nửa ngày muốn đâm vào đáy hồ tìm tòi hư thực nhưng mà mặt hồ như là một mặt cứng trắng trong suốt màn ngăn đem hắn đạn trở về ừm đáy hồ là phạm vi bên ngoài khu vực à la ngồi xổm xuống dùng sức vỗ phản phất vách tường mặt hồ ký ức niệm cầu chuyển hóa mà thành thế giới như là từng trương trong trò chơi địa đồ phạm vi bên trong có thể tùy y đi lại phạm vi bên ngoài lại vô luận như thế nào đều đụng vào không đến nếu như trong địa đồ có không thể tiến vào phòng ở hoặc là vượt lên nóc nhà thiết lập kia mặc kệ la làm thế nào đều không thể tiến vào phòng cùng vượt lên nóc nhà xác nhận đáy hồ thuộc về ký ức phạm vi bên ngoài la không có lãng phí thời gian trực tiếp đứng dậy ngược lại quan sát bốn phía lúc trước lực chú y đều bị nữ nhân kia hấp dẫn, trong lúc nhất thời ngược lại là quên xem xét hoàn cảnh chung quanh. Làm la ánh mắt nhìn về phía bên bờ lúc, bên bờ phía trên đột nhiên trống rỗng xuất hiện từng cái người khoác áo bào viễn cổ nhân loại, phản phất bọn hắn nguyên bản ngay tại bên bờ nhìn xem nữ nhân từng bước một đi vào hồ nước. Trong đám người, có ba cái chữa trị giả đứng yên bên cạnh, mà trong đó một cái chữa trị giả gắt gao nhìn chầm chầm la sở trưởng ở phương hướng. Cái kia chữa trị giả chỗ đứng, tự hồ là bị chung quanh viễn cổ nhân loại cùng mặt khác hai cái chữa trị giả chỗ vây quanh. La Nhất bắt đầu coi là cái kia bị vây quanh chữa trị giả là đang nhìn hắn, một lát sau mới ý thức tới cái kia chữa trị giả nhưng thật ra là đang nhìn vừa rồi đi vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa nữ nhân. Hiện tại lại là cái gì tình huống? La Nhớ Mày nói nhỏ một câu, lách mình đi vào đám người bên cạnh, khoảng cách gần đánh giá những cái này viễn cổ nhân loại, cùng ba cái kia chưa bao giờ thấy qua chữa trị giả. Đây là sức tưởng tượng mất khống chế hậu quả. Mời coi đây là giới, lượng sức mà đi. Là. La nghe được mấy đạo lẩm bẩm ngữ thanh âm, có thể nghe hiểu được là có ý gì, từ đó biết nữ nhân kia chỗ biến thành như thế, là cái gọi là sức tưởng tượng mất khống chế dẫn dắt lên hậu quả. Nghi hoặc sau khi, dị biến đồ sinh. Khi bị vây quanh chữa trị giả trên thân luồn lên một trận màu đen niệm lực, như ngọn lửa đang thiêu đốt. Trung quanh viễn cổ nhân loại phản xạ có điều kiện kéo về phía sau mở khoảng cách, duy chỉ có mặt khác hai cái chữa trị giả vẫn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn chầm chầm trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen đồng loại. Khi từ màu đen niệm lực chuyển hóa mà thành hỏa diễm, cứ như vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từng bước xâm chiếm lấy chữa trị giả thân thể. Chỉ là không tới 10 giây, khi chữa trị giả liền biến thành một đống tro tàn, bị gió nhẹ thổi, tan biến ở giữa không trung. La tại một bên toàn bộ hành trình xem hết, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Vừa rồi cái kia đi vào đáy hồ viễn cổ nhân loại, tự hồ là bởi vì cái gọi là sức tưởng tượng mất khống chế mà tiếp nhận một loại nào đó phản vệ, mà cái này hóa thành tro tàn chữa trị giả, hẳn là cái kia nữ tính viễn cổ nhân loại chỗ cụ hiện hóa ra đến sức tưởng tượng mất khống chế à. La tự nói một tiếng, đen trắng ký ức thế giới không có dấu hiệu nào kiềm chế. Ý thức trung lên, liền trở lại thế giới hiện thực. La trầm mặt sửa sang lấy mới nhất lấy ra ký ức, không tiếp tục tiếp tục rút ra tiếp theo viên ký ức niệm cầu. Những cái này tin tức mới, để hắn đối với viễn cổ nhân loại hiểu rõ, có tiến thêm một bước kéo dài. La bề bộn nhiều việc rút ra ký ức niệm cầu bên trong tin tức, mà kim một đoàn người bắt đầu xương sống chi dịch cường hóa. Lấy hai ngày vì chu kỳ đến cường hóa, trước hết nhất lựa chọn cường hóa chính là buha mà phân phối cho buha xương sống chi dịch là răng cường hóa không thể tránh né từng cường hóa trình bên trong tất nhiên là muốn đau đến hoài nghi nhân sinh dùng cái này đồng thời hồng ảnh bên kia rất là phiền muộn đối với tương lai phiền muộn chương 1327, nhằm vào mèo đen kế hoạch cùng rít phan loại người một trận chiến kết quả là thắng thảm lại nửa điểm chiến lợi phẩm cũng không có mò được trong tộc chung sống sót 11 tên trong đó bao quát cô nội tại có ba tên nữ tính mang theo mang thai, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể sinh hạ dòng giỏi. Lấy đại hắc phát dục tốc độ vì tham chiếu, chỉ cần 3 tháng đến thời gian 5 tháng, mới ra đời thành viên liền có thể trở thành một hợp cách chiến lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, lưu cho bọn hắn thời gian còn thừa không nhiều. Cho dù là bí mật giảm xuống hỏa thụ ngân hoa tốc độ phi hành, vì không bị vạch trần, cũng chỉ có thể chống đỡ cái hơn nửa năm thời gian. Chờ la bọn hắn đến thế giới thụ, thiếu hắc miêu gieo hạt, chủng tộc kéo dài vấn đề liền không cách nào đạt được giải quyết đây chính là hồng ảnh viện muộn nguyên nhân căn bản hắn rất muốn hướng la đưa ra mới điều kiện nhưng hắn hiển nhiên không có vốn liếng này đừng nói bàn điều kiện la không hướng bọn hắn nổi lên liền nên ông trời phù hộ đứng tại bên trong khống trên đài hồng ảnh liền xem như một đêm nghỉ trắng cả tóc cũng khó có thể tìm tới giải quyết chi pháp cô ngay tại cách đó không xa nhìn xem hồng ảnh kia không trải qua che giấu vẻ u sầu ít nhiều có chút cảm thấy như bản thân giống vậy đi bây giờ thủ vệ nhất tộc thành viên số lượng chỉ còn lại 13 cái trong đó một cái ở xa giả tưởng đại lục, một cái khác là con của nàng đại hắc, trước mắt còn không được việc gì. Lấy hiện tại tình trạng đến xem, luôn có một loại hoàng hôn Tây Sơn điều hiu cảm giác. Mà thay đổi cái này gian nan hiện huống thời cơ, thì ở chỗ la trên thân, chuẩn xác hơn đến nói, là hắc miêu. Cô, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái phương pháp có thể thay đổi hiện huống. Phương pháp gì? Ngươi đi sát dụ hắc miêu, nghĩ biện pháp để hắc miêu lưu lại. Hồng ảnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem cô, hiển nhiên là nghiêm túc phương pháp này ta có nghĩ qua, nhưng áp dụng độ khó cực cao. Vượt quá hồng ảnh dự kiến chính là, cô cũng cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Vì kéo dài lại lớn mạnh chủng tộc, lúc trước cô tại thành công sinh hạ đại hắc thời điểm, liền có suy nghĩ qua nên như thế nào để hắc miêu cam tâm tình nguyện lưu tại trong tộc làm máy gieo hạt. Càng nghĩ, duy nhất khả năng đi phải thông phương pháp, chính là lấy tình động để hắc miêu tự nguyện lưu lại, đơn giản đến nói, cũng chính là sắc dụ kế hoạch. Nhưng kế hoạch này độ khó ở chỗ, hắc miêu cũng không phải là độc lập cá thể, là la niệm thú. Cho nên, dù là la xưa nay chưa thấy đồng y xuống tới, cũng khó có thể cam đoan hắc miêu có thể cách la rất xa mà không bị thu hồi đi, dù sao vô luận có mạnh đến đâu sinh mệnh lực, rời đi bản thể một khoảng cách về sau, hoặc tự hành tiêu tán biến thành vô chủ niệm lực, hoặc trở về bản thể. Mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hồng ảnh ngữ khí kiên định, tại không có lựa chọn khác tình huống dưới, cũng không có phòng ngừa chu đáo cần phải. Lúc đầu, Hồng ảnh chỗ nói ra phương pháp liền phù hợp lẩm bẩm y nghĩ, cho nên, Cô không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng tới. Chờ lần sau giao hợp, ta thi hội dò xét một chút Hắc Miêu. Chuyện này kéo không nổi, đợi không được lần sau giao hợp, ngươi muốn chủ động đi tiếp xúc Hắc Miêu, càng nhanh càng tốt, bởi vì để lại cho thời gian của chúng ta đã thừa không nhiều. Cô nghe vậy trầm mặt một lát, gật đầu nói, cũng được. Đêm đó, cô an ủi đại Hắc chìm vào giấc ngủ, về sau rời phòng, đi vào la sở trưởng ở gian phòng. Nàng chân trước vừa tới, liền có một trận khói đen từ trong khe cửa chui ra ngoài, chợt biến thành thực thể cô, ngươi là tới tìm ta sao? Hắc miêu trong tay nắm bắt một khối khoáng thạch, miệng bên cạnh tất cả đều là mảnh vụn, chính si ngốc nhìn xem đêm khuya tới chơi cô. Ngoài miệng đang nói cô là tìm đến mình, nhưng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, cô sẽ đến nơi này, hơn phân nửa là đến tìm la. Ừm, nghỉ ngươi. Cô tầm mắt cụp xuống, tốt một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lạch cạch. Trước một giây còn bị Hắc Miêu nắm ở trong tay khoáng thạch, lúc này rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắc Miêu ngơ ngác há hốc mồm, phản phất nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói cô ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì ta nói ta nghĩ ngươi a à, thật sao cái kia ta cũng rất muốn ngươi nghĩ đến ngủ không yên có đôi khi liền cơm cũng ăn không vô nhiều khi muốn đi tìm ngươi lại sợ cho ngươi thêm phiền phức hắc miêu nhịp tim đột nhiên tăng nhanh đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên cố gắng nhớ lại lấy có từ trong kho những cái kia buồn nôn lời tâm tình nghĩ thừa này ngày tốt cảnh đẹp một mạch lót bốt nói ra. Tại xử trí từ sau khi, Hắc Miêu vẫn không quên đông đưa cái đuôi, đem vừa rồi thất thủ rơi xuống đất khoáng thạch giấu ra sau lưng. Cô cúi đầu, khóe mắt liếc qua trầm mặt nhìn xem kia bị Hắc Miêu chuyển đến phía sau cái mông rít phan khoáng thạch, lại làm bộ không nhìn thấy Hắc Miêu kia miệng đầy mảnh vụn, ngượng ngập nói, nhưng ta trước kia đối ngươi như vậy hung. Ha ha, không quan trọng không quan trọng, ta đối giả mang nữ nhân không có chút nào chống cự chi. Ba, A Phi Phi, cô, ta yêu ngươi, có thể yêu ngươi yêu cơ hờ, tết đi sống lại, cho nên, cho dù là bị ngươi hung, tại ta mà nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Hắc miêu đầu tiên là đánh mình một bàn tay, chợt tình thâm y cắt nói, đồng thời hướng về phía trước hai bước, khuôn mặt chậm rãi góc hướng cô. Thật sao, ta rất cảm động. Cô khóe miệng không để lại dấu vết khẽ nhăn một cái, phản phất không nhìn thấy Hắc miêu kia miệng đầy mảnh vụn, lộ ra ngập nước mắt to. Hắc miêu thấy thế lập tức luân hãm, tăng tốc khuôn mặt tiến tới tốc độ. Nhưng mà, cô lại là xoay người một cái, dịch ra Hắc miêu kia bắt đầu biến hình bờ môi, nói khẽ, chúng ta tìm một cái không ai quấy rầy địa phương. cùng ục. Hắc Miêu nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt đăm đăm. tốt, tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. thế nhưng là, ngươi không cần cùng la nói một tiếng sao? hừ hừ, bản đại gia muốn làm gì liền làm gì, cái chi cần phải cùng la báo cáo chuẩn bị. ừm, um, vậy ngươi đi theo ta. cô đưa lưng về phía Hắc Miêu, đi thẳng về phía trước, ở trong lòng thang nhẹ một tiếng ngớ ngẩn. nói thật ra, nàng hiện tại cũng không chán ghét Hắc Miêu nhưng hắc miêu trời sinh liền cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác cũng có thể là là lúc trước ấn tượng đầu tiên thâm căn cố đế cho nên dù là nàng thử nghiệm đối hắc miêu sinh ra hảo cảm cũng là khó có hiệu quả có điều vì chủng tộc có thể kéo dài tiếp cho dù muốn nàng yêu hắc miêu nàng cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm hắc miêu nhìn xem cô kia mê người bóng lưng nhất trưởng lau nước miếng bước nhanh đi theo về phần la trực tiếp bị hắn ném đến sau đầu dù sao la tính cảnh giác rất cao coi như không có mình ở một bên trong coi cũng có thể ngay lập tức phát giác được nguy hiểm. Cô dẫn Hắc Miêu đi hướng xuống tầng, đi vào một gian cũng không tính lớn gian phòng. Khi cái gì, ân, ăn cái này sao? Hương vị rất tán. Hắc Miêu có chút khẩn trương lấy ra trích phan khoáng thạch, đêm nay cô cho hắn quá lớn kinh hỉ, cũng làm cho hắn căn bản tỉnh táo không xuống. Nhất định là bởi vì ta kia không chỗ sắp đặt mị lực, mới khiến cho cô không có thuốc chữa yêu ta, không được, ta phải tỉnh táo lại, bảo trì mị lực, ân, bảo trì mị lực. Chỉ là, cô rõ ràng cũng là yêu ta, bình thường tại sao phải che giấu đâu. Hắc Miêu ép buộc mình tỉnh táo lại, dùng một loại tự nhận là rất xuất khí tư thế, đem khoáng thạch đưa tới. Tạ ơn. Cô tiếp nhận khoáng thạch, sau đó nhảy lên rễ cây bệnh mà thành ván giường, đuôi dài vỗ nhẹ nhẹ hạ thân bên cạnh vị trí, ra hiệu Hắc Miêu tới. Ùng ục. Hắc Miêu lần nữa không cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, như thiểm điện lẻn đến ván giường bên trên, liên tiếp cô mà ngồi. Mặc dù đã cái kia cái kia rất nhiều lần, nhưng lần này cảm giác và bầu không khí rõ ràng khác biệt. A, à, nhanh luôn hãm a. À. Hắc Miêu, ta rất nhớ ngươi." Cô quay đầu, duỗi ra đinh lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút hắc miêu gương mặt. Trong chốc lát, hắc miêu chỉ cảm thấy đầu nổ. Cô vậy mà chủ động. Không phải đang nằm mơ chứ? Không, đây không phải mộng, là hiện thực. Hắc Miêu trùng điệp thở dốc một tiếng, cảm thấy cần thiết đi trả lời cô. Thế là, hắn bỗng nhiên quay đầu, hé miệng, lè lưỡi, sau đó điên cuồng loạn liếm. Trong lúc nhất thời, nước bọt bay tán loạn cô nhất thời chống đỡ không được, sống sờ sờ bị liếm ra một mặt tàn niệm. Chương 1328, tự chịu diệt vong. Khi thô bạo loạn liếm một trận, kém chút để cô phá công. Cố cô nén một chân đạp bay hắc miêu xúc động, cô ở trong lòng không ngừng nói cho mình phải tỉnh táo lại tỉnh táo, không khỏi, nàng có chút ao ước la, tại bất cứ lúc nào nghĩ đạp hắc miêu đều có thể, nào giống nàng, bị tình thế ép buộc chỉ có thể chịu đựng. Hắc miêu đắm chìm trong khó nói lên lời trong hạnh phúc, hoàn toàn không có chú ý tới cô trên mặt tàn niệm càng không có ý thức được tự thân cử động không ổn, Hoàng Mỹ diễn dịch một cái cái gì gọi là cấm dục 30 năm độc thân mèo. Trên thực tế, vì để cho cô mang thai thứ hai thai, đoạn thời gian trước hắn mới tại cái kia hắc ám trong căn phòng nhỏ cùng cô tiến hành một lần hữu hảo giao lưu. Chỉ là, lần kia giao lưu giống như trước kia, chỉ là trên thân thể giao lưu, nhưng bây giờ khác biệt, có lưỡng tình tương duyệt cơ sở về sau, mặc kệ làm cái gì đều phản phất có một loại mới tinh thể nghiệm. Hắc Miêu chưa vừa lòng với đó, được một tất lại muốn tiến một thước bắt đầu bước kế tiếp làm hắn vui mừng chính là, cô thế mà tại nên hợp hắn. Nguyên lai, like, đây chính là lưỡng tình tương duyệt cảm giác. Bỗng nhiên, bị cảm giác hạnh phúc làm cho hôn mê đầu hắc miêu sinh ra một loại muốn cùng cô dắt tay đi đến quãng đời còn lại xúc động. Sau đó, hắn đem cô đặt ở dưới thân. Giờ này khắc này, hắn toàn vẹn quên thân là niệm thú hiện thực. Ánh lửa chập chờn phía dưới, hai đạo thân ảnh màu đen cuốn quýt lấy nhau. Kế hoạch so trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Cô nghĩ như vậy. Theo thời gian chuyển dời, có lẽ nàng có thể tiếp nhận hắc miêu tất cả. Trình độ nào đó mà nói, hắc miêu loại này ngốc cũng không làm người ta ghét. Hắc miêu đối lẩm bẩm sắc dụ kế hoạch hoàn toàn không biết gì, mà ngay tại đọc đến ký ức la lại càng không cần phải nói, thậm chí, la đô không biết hắc miêu vì nữ nhân mà tự ý rời vị trí. Tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng la nếu là biết, không chừng sẽ rời khỏi bạch yên tự thể, sau đó đánh cho tê người dừng lại hắc miêu. Thân ở đen trắng ký ức thế giới bên trong, la lấy người đứng xem thân phận, nhìn tận mắt từng cái viễn cổ nhân loại tự chịu diệt vong. Tự mất khống chế sức tưởng tượng tạo thành hiện tượng, tự như là ngựa hoang mất cương, như bệnh truyền nhiễm trong khoảng thời gian ngắn lan tràn ra. Tại thời đại kia bên trong, sức tưởng tượng chính là vũ khí, cũng là lực lượng, mà khi lực lượng mất khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, sự thật cũng là như thế, thực lực mạnh như vậy viễn cổ nhân loại phản thụ nó hại, một điểm chống cự chỗ trống đều không có. Nếu như thời đại đó có thượng đế cái này khái niệm, như vậy, đa số viễn cổ nhân loại đều sẽ đem mình làm làm đến đế bởi vì theo niệm mà đi liền có thể để một bông hoa một cọng cỏ tại nơi lòng bàn tay nở rộ bởi vì suy nghĩ nghĩ lại liền có thể để một cái sinh mệnh từ không tới có ở trước mắt sinh ra sức tưởng tượng giao phó viễn cổ nhân loại vô hạn khả năng để viễn cổ nhân loại có thể thích làm gì thì làm sáng tạo ra các loại sự vật không có bất kỳ cái gì một cái viễn cổ nhân loại sẽ lo lắng linh cảm khô kiệt bởi vì mỗi một cái viễn cổ nhân loại đều sẽ trước sáng tạo ra tên là sách chữa trị giả đem tư tưởng cùng trải qua ghi tạc chữa trị giả trong cơ thể hoặc là đem mỗi một lần linh quan thoáng hiện ghi lại ở nham thạch trên cây đúng vậy bọn hắn chưa hề lo lắng qua nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ nên đón sức tưởng tượng bạo loạn nếu như nói thân thể là bàn vẽ như vậy tinh thần sẽ cùng tại bút mực làm bút mực tại tùy y huy sái một khi thân là bàn vẽ thân thể phụ tải không thành tự nhiên không có dư thừa không gian đi phát họa ra một vài bức cảnh trí có sẽ chỉ là bị bút mực lấp ra đen kịt một màu thậm chí tràn lan đến bàn vẽ bên ngoài địa phương viễn cổ thân thể của nhân loại cùng sinh mệnh lực phụ tải không được tràn lan ra sức tưởng tượng, đến mức sức tưởng tượng không chỗ sắp đặt, cuối cùng lấy một loại nào đó hình thức tại viễn cổ nhân loại trên thân cụ hiện hóa ra tới. La Ban Sơ nhìn thấy hình thức là cái kia nữ tính viễn cổ nhân loại trên người cỏ sĩ rêu cùng vỏ sò, về sau, đang học gỡ xuống một viên ký ức niệm cầu thời điểm, hắn nhìn thấy càng nhiều phản vệ hiện tượng. Có là trên thân mọc ra rất nhiều bạch sắc u linh kinh dị khuôn mặt. Có là mọc ra các loại côn trùng chân đốt, thô sơ giản lược xem xét, con cua, bọ ngựa, nhận chân đốt thình lình ở trong đó. Có là nở rộ từng đóa từng đóa tản ra hôi thối đóa hoa màu đen. Có là mảng lớn màu xanh lục nấm mốc, bành trướng thành kẹo đường hình dạng. Mỗi một cái sức tưởng tượng mất khống chế viễn cổ nhân loại trên thân sở sinh ra tới phản vệ chi vật không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là những cái kia phản vệ chi vật đều là lượng lờ lấy không rõ mà tà ác màu đen niệm lực. Đối mặt cái này bệnh truyền nhiễm hiện tượng, viễn cổ nhân loại bó tay toàn tập, tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp giải quyết, chỉ có thể mặc cho từng cái tộc nhân đi vào ngăn cách trong hồ, sắp hiện ra tượng hóa tự thân đưa vào hư ảo bên trong, dùng cái này cắt đứt liên hệ, tránh đồ sinh biến cho nên. Mỗi cơ hờ kết mất một cái viễn cổ nhân loại, liền sẽ có một cái chữa trị giả đi theo cơ hờ kết đi. Nhưng cho dù là thời đại kia, cũng có sau khi cơ hờ kết mạnh lên niệm hiện tượng, cho nên, có mấy cái viễn cổ nhân loại mặc dù cơ hờ kết đi, nhưng bọn hắn sáng tạo ra tới chữa trị giả nhưng không có bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Những cái kia chữa trị giả không có biến mất, thay vào đó chính là mạnh hơn dáng vẻ. Phản phất, là còn sống sót bọn hắn kế thừa chủ nhân niệm lực, cho nên mới sẽ tại ngắn dây lát ở giữa đem lực lượng tăng lên một cái cấp độ, cùng lúc đó, bọn hắn cũng thu hoạch được tự do, trở thành độc lập với viễn cổ nhân loại bên ngoài cá thể. Loại tình huống này, lại không phải viễn cổ nhân loại vui lòng nhìn thấy. Kết quả là, những cái kia trốn qua một kiếp chữa trị giả vẫn nên đón bị kết thúc kết cục, thế nhưng bởi vậy chôn xuống mầm tai họa. Lấy người đứng xem thân phận mắt thấy viễn cổ nhân loại cùng chữa trị giả riêng phần mình thừa nhận tai nạn, niệm cầu bên trong kia ức tùy theo đến cùng là ý thức chịu đựng không quan hệ đau khổ rung động về sau trở lại bạch yên tự thể lại sau đó rời khỏi bạch yên tự thể trở lại thế giới hiện thực hô mở to mắt ngay lập tức là thở ra một hơi dài thư giãn căng cứng thần kinh những cái kia xuất hiện tại viễn cổ nhân loại trên người phản vệ chi vật thật sự là muốn bao nhiêu buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn cũng không phải bởi vì bọn chúng vẽ ngoài buồn nôn mà là kia một cổ như dòi bọ màu đen niệm lực đem buồn nôn cảm giác cao độ phủ lên cũng tỉ như lợi dụng khí tràn đem cảm xúc lớn nhất hạng hóa phủ lên ra tới, là đồng dạng đạo ly. Trước khi nhân loại thật sự là một cái sau một cái khủng bố, chỉ có điều, bọn hắn vì cái gì không đem cụ hiện hóa ra đến sự vật thu hồi trong cơ thể. Không như vậy làm, thân thể gánh vác được mới có quỷ. La nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, căng đau cảm giác rất nhỏ, không có gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu như tiếp tục đọc đến tiếp theo viên ký ức niệm cầu liền không nhất định. Hắn bây giờ là càng ngày càng hiểu rõ viễn cổ nhân loại, chỉ là, đối với viễn cổ nhân loại một ít ngoan cố không thay đổi, hắn là thật không lời nào để nói. Mặc dù có được đối song trọng tưởng tượng hướng tới, nhưng những cái kia viễn cổ nhân loại thảm trạng ngược lại là cho la gõ vang cảnh báo. Ừm. Hắc miêu đâu? La đột nhiên chú ý tới Hắc miêu không tại. Khi hàng chạy đi đâu rồi? Tinh tế cảm ứng đến cùng Hắc miêu ở giữa liên hệ, lập tức nghiêng nghiêng nhìn về phía sàn nhà. Cảm ứng ra đến kết quả là Hắc miêu chạy tới hạ tầng. Chương 1329, dứt bỏ vừa kết thúc xong một viên ký ức niệm cầu đọc đến la nghĩ dừng lại một ngày lại tiếp tục nghĩ đến dưới mắt cũng không có việc gì lại có chút hiếu kỳ hắc miêu chạy tới hạ tầng nguyên nhân thế là la sử dụng năng lực cắt sàn nhà đi đường tắt đi vào hạ tầng chợt hướng về hắc miêu vị trí đi đến một lát sau la đi vào một cái phòng bên ngoài nhẹ nhàng tựa ở trên vách tường lắng nghe gian phòng bên trong động tĩnh. gia hỏa này miễn cưỡng nghe rõ ràng gian phòng bên trong tiếng vang la khóe miệng giật giật hóa ra là chạy đến hạ tầng tìm cô kẻ lắc đầu đang chuẩn bị rời đi nơi này, lại nghe được Hắc Miêu cùng lẩm bẩm đối thoại, thế là bước ra chân còn chưa rơi xuống đất, liền lại thu hồi lại. Muốn cảm ứng lẫn nhau vị trí, cần trình độ nhất định tinh thần tập trung, mà Hắc Miêu hoàn toàn không biết La ngay tại bên ngoài phòng, có thể thấy được Hắc Miêu hiện tại đầy trong đầu tất cả đều là cô. La tự ở trên tường, yên tĩnh lắng nghe gian phòng bên trong Hắc Miêu cùng lẩm bẩm đối thoại. Ngay từ đầu còn tốt, đều là Hắc Miêu đang nói chút sức sẹo tao lời nói, nhưng vài câu về sau liền bất thường. Cô đưa ra để Hắc Miêu lưu lại, vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Mà hắc miêu con hàng này, cũng mặc kệ nghe không có nghe rõ, phản ứng đầu tiên chính là gật đầu đáp ứng, về sau lấy lại tinh thần, cứ việc ý thức được kia đề nghị là không thể nào, nhưng hắn vẫn ôm lấy may mắn tâm ly, vỗ ngực lời thề song sắc nói muốn lưu lại cùng cô vĩnh viễn cùng một chỗ. La là, là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì lẩm bẩm mỗi một câu nói đều rất có hướng dẫn tính, lại cứ hắc miêu kia hàng bị cô mê phải đầu óc choáng váng, thuận cô đào hố, một cái tiếp theo một cái nhảy đi xuống. Có điều, là cũng coi là nghe được, mặc dù là cô đang đào hầm, nhưng Hắc Miêu nếu là không tình nguyện, khẳng định cũng sẽ không chủ động nhảy đi xuống. Bởi vì tổn thất nặng nề, cho nên đem chủ y đánh tới Hắc Miêu trên đầu sao? La không cần nghĩ, cũng biết cô hướng dẫn Hắc Miêu động cơ từ đâu mà tới. Dù sao thủ vệ nhất tộc thành viên cơ bản đều cơ hờ, tất tại cùng Trích Phan loại người chiến đấu bên trong, mà có thể gieo hạt Hắc Miêu là chân chính trên y nghĩa cây cỏ cứu mạng. Bằng không, lấy hiện tại trong hợp tác cho, thủ vệ nhất tộc về sau có thể đi con đường 10 phần có hạn nghĩ tới đây, la tại trong lòng than nhẹ một tiếng. Tận nghĩ chút có không có. Coi như hắn đồng ý hắc miêu lưu tại hỏa thụ ngân hoa cùng cô tư thủ đến già, niệm năng lực hệ thống cũng không cho phép a. À. La lắc đầu, nhẹ chân rời đi. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới vừa rồi chỗ đọc ra trong trí nhớ cho. Tại những ký ức kia nội dung bên trong, có một loại chất lỏng dường như có cùng loại dứt bỏ đặc tính. Nếu như dùng loại chất lỏng đó, có lẽ có thể đem hắc miêu từ mình niệm năng lực bên trong loại bỏ ra ngoài. Mà lại dùng loại kia phương pháp cũng sẽ không phân tán ra một bộ phận hiển đang dẫn lượng, nhưng dứt bỏ đi ra bất luận cái gì niệm lực sản phẩm, có rất lớn khả năng sẽ trống trổng tan biến. Chỉ có điều, Hắc Miêu có được thuộc về mình niệm lực trữ tiền bình, bên trong hẳn là tồn không ít niệm lực, cho nên, dù cho đem Hắc Miêu dứt bỏ ra ngoài, nương tựa theo kia niệm lực trữ tiền bình bên trong niệm lực, Hắc Miêu cơ bản có thể đơn độc sống sót. Nếu là đem loại phương pháp này nói cho Hắc Miêu là phản phất tưởng tượng ra được Hắc Miêu phản ứng. Nếu thật để Hắc Miêu đi, một điểm cảm giác cũng không có. La vuốt vuốt cái trán, nghĩ như vậy mặc dù rất đúng không ngừng hắc miêu, nhưng sự thật chính là như thế. Có điều, nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân, nếu như không có bạch cẩu tồn tại, la nói cái gì cũng sẽ không để hắc miêu rời đi, mà đã có bạch cẩu làm thay thế, như vậy coi như hắc miêu rời đi, cũng là có thể tiếp nhận. La quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không nói cho hắc miêu chuyện này, dù sao còn không biết loại chất lỏng đó ở nơi nào mà liên quan tới hồng ảnh cùng lẩm bẩm tính toán nhỏ nhặt la cũng không làm sao quan tâm nói đến cùng rít phan loại người chiến đấu kỳ thật vẫn là bọn hắn dẫn tới tùy y hắc miêu cùng cô trong phòng mập mờ la lặng yên rời đi trở lại thượng tầng sau đó đi tìm kim bọn hắn còn chưa đi tiếng gian phòng liền nghe được cực kỳ kiềm chế tiếng kêu thảm thiết tự hồ là biscuit la nhẹ tay đẩy cửa phòng ra liền thấy biến trở về cơ bắp nữ trạng thái biscuit chính co quắp tại địa một đôi cánh tay như là bản khối đang di động đồng dạng không ngừng sai chỗ sau đó không ngừng khôi phục. Tại cái này tiếp tục không ngừng quá trình bên trong, đương nhiên sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. La là người từng trải, rất rõ ràng loại kia đẳng cấp đau đớn không phải bình thường niệm năng lực giả thừa nhận được, dù cho có chuyên môn huấn luyện qua đau đớn sức thừa nhận, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào kim bên cạnh, những người còn lại nhìn hắn một cái, riêng phần mình đều không nói gì, trầm mặt nhìn xem ngay tại chịu đựng từng cường hóa trình biscuit. Gian phòng bên trong tất cả đều là biscuit kia kiềm chế tiếng kêu thảm thiết, lệnh bầu không khí trở nên trầm muộn. La còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Biscuit, tâm tình khó tránh khỏi có chút nặng nề, nhưng quá trình này là mỗi cá nhân viên chiến đấu chỗ thiết yếu trải qua. Biscuit lựa chọn xương sống chi dịch là cánh tay lưỡi đao sao? La hạ giọng. Ừm. Kim mắt nhìn bên cạnh La, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đây. Chọn loại kia. Cánh còn không có sử dụng, sau đó Sidaji chọn là móng tay. A, à, theo phân phối như vậy đã giám định ra đến xương sống chi dịch cũng chỉ còn lại có cường hóa móng vuốt. Tại ngươi lúc đang bận biểu, Sheila lại giám định ra một chi cường hóa tính bền dẻo xương sống chi dịch. Có đúng không? La không khỏi suy nghĩ lên. Lấy hiện huống đến xem, trong đội ngũ chiến đấu thành viên cơ bản đều từng cường hóa, nhưng chỉ có Uvogin một người thân có hai loại cường hóa hiệu quả, theo thứ tự là xương cốt cùng da chất cứng lại, mà lại tương tính cực cao, phối hợp hắn kia hệ cường hóa tạo nghệ, sở được đến hiệu quả cũng là tài năng xuất chúng về phần những người khác bao quát mình vẻn vẹn luận tương tính cũng liền mình tin lỗ nobuna duệ mắt cùng tôn ba chi dưới cái khác xương sống chi dịch chỉ có thể mang đến gia tăng hiển đang giận lượng hạn mức cao nhất hiệu quả nhận tính và móng vuốt trước mắt còn không có từng cường hóa nhân viên chiến đấu là ma chi đi la nhất bên cạnh suy nghĩ một bên nhìn xem ngay tại tiếp nhận lớn lao đau khổ biscuit đột nhiên hắn phát hiện nao giống như không tại sẽ không phải là tại tiêu trừ chung cư cửa ra vào a kim nao người đâu hai ngày này cũng không thấy hắn, giống như giống như ngươi, có chuyện phải bận rộn. Có phải hay không là đang bận biểu tiêu trừ chung cư cửa ra vào? Có khả năng. Kim phụ họa một câu. Bốn chiều chung cư. Nao núp tại một cái trước của phòng, thần sắc có chút không đúng, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Chỉ là cúi đầu, mồ hôi đều không ngừng theo gương mặt hướng về sàn nhà, bởi vì tần suất quá cao, chỉ chốc lát thời gian liền ướt nhẹp sàn nhà. Đây là... Thứ gì? Nào nhìn xem mu bàn tay, phía trên choáng mở một đạo màu nâu vòng tròn chính giữa chỗ dựng thẳng lên một nhỏ chi trống rỗng xám trắng chất sừng vật rất như là lông vũ vũ trục cái này dị vật là trống rỗng mọc ra nếu không phải cảm giác được đau nhất cảm giác nào còn không có phát hiện trên mu bàn tay dài loại vật này chương 1330, đầu mối đau nhất tứ chi hơi có vẻ cứng đờ đây là trống rỗng vũ trục sau khi xuất hiện dấu hiệu mới đầu chỉ có rất nhỏ kim châm tính thần kinh đặc biệt thông vẫn là thỉnh thoảng cho nên nào ngay từ đầu cũng không hề để y cho đến đau nhức cảm giác nơi tay lưng hiện ra, cùng tứ chi bắt đầu cứng đờ, nào mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng là tại lúc này, trên mu bàn tay đột nhiên mọc ra một cái quái dị vũ trục vật, đồng thời, khi choáng mở màu nâu vết tích như là minh tổn thương ám trầm, nhìn một chút đã cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như là lúc bình thường trạng thái, chỉ bằng vào đau nhức cùng tứ chi cứng đờ mặt trái phản ứng, còn không đến mức để nao suy yếu thành dạng này, chỉ có thể nói, cái này không hiểu thấu triệu chứng xuất hiện quá không phải lúc đúng lúc là hắn vì tiêu trừ chung cư cửa ra vào mà cảm thấy mỏi mệt thời điểm. Tí tách. Mồ hôi rơi xuống đất. Nao viện cường đứng dậy, giơ cổ tay lên, vét được còng tay bên trên khóa cản. Hắn chuẩn bị mở cửa phòng, đi hướng hỏa thụ ngân hoa tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Nhưng mà, hắn còn không có đem chìa khóa sen vào lỗ bên trong, nương theo lấy một tiếng thanh thúy khóa trừ âm thanh, cửa phòng thế mà tự động mở ra. Nào thấy thế khẽ giật mình, chợt, trên mu bàn tay đau nhức cảm giác đột nhiên tăng lên, khiến cho hắn lông mày không khỏi nhíu lại cúi đầu nhìn lại, trên mu bàn tay vũ trục dường như dài ra, liền đường kính cũng có chút hứa biến hóa. Đây là có chuyện gì? Nào cánh tay phải khẽ rung, cũng không phải là bởi vì sợ, mà là thân thể cảm giác được nguy cơ mà làm ra phản ứng. Khảo nơi cổ tay còng tay theo cánh tay rung rẩy mà phát ra nhẹ vang lên, đang lúc nào ánh mắt tụ tập tại vũ trục bên trên thời điểm, kia khóa lại chìa khóa còng tay phía trên thế mà hiện ra vết rỉ, từ cuối cùng bắt đầu, rất nhanh liền rỉ sét đến thành tro, trì rào mà rơi. Xảy ra bất ngờ dị biến, để thân thể tinh thần có chút mỏi mệt nào lập tức một đầu bột nhão. Cửa phòng tự động mở ra, còng tay rỉ rét biến mất. Nào cưỡng ép tỉnh táo lại, nhìn tận mắt còng tay hóa thành gỉ cạn bả biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bốn chiều chung cư chủ chìa khóa. Những biến hóa này, hẳn là ta trong tiềm thức chỗ hy vọng phát sinh sự tình. Cửa phòng tùy ý thức mà ra, cái này tại lúc trước suy nghĩ bên trong, là không thể nào làm được, nếu như ngay từ đầu liền như thế thiết kế, liền sẽ không có hiện tại bốn chiều chung cư, nhưng vừa rồi ta chỉ là sinh ra muốn mau sớm đi hướng hỏa thụ ngân hoa suy nghĩ liền. Nếu như đây là niệm năng lực cải thiện, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, còn có còng tay. Nào nhìn xem bóp tại khe hở bên trong chủ chìa khóa, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là trước kia chế ước lấy bốn chiều chung cư số hạng năng lực điều kiện, hiện tại đã không còn tồn tại. Nói đến có chút quá dị cùng mâu thuẫn, tại hiện tượng phát sinh trước, thân là năng lực người sở hữu hắn đối với cái này không có chút nào tự mình hiểu lấy, nhưng loại chuyện này đúng là phát sinh, mà bằng chứng chính là khóa lại chủ chìa khóa còng tay đột nhiên rỉ sét biến mất có thể mở ra bốn chiều chung cư tất cả cửa phòng chủ chìa khóa mỗi lần triệu hoáng đi ra nhất định là sẽ tiện tay còng tay cùng lúc xuất hiện cái kia đại biểu chủ chìa khóa chỉ có thể là từ chủ nhân sử dụng không thể chuyển giao cho người ngoài loại này chế ước là hợp lẽ thường nhưng nếu như có thể đem chủ chìa khóa chuyển giao cho đồng đội sử dụng liền có thể kéo dài chiến thuật bên trên giá trị trước đó cũng là bởi vì làm không được cho nên mới vì la sáng tạo ra dự bị chìa khóa nói đến khi đó sáng tạo dự bị chìa khóa độ khó cơ hồ là số 0, nhưng khi đó nghĩ đến độ khó rất xuống nguyên nhân là vì ngưỡng mộ trong lòng người sáng tạo. Ngoài ra còn có mở cửa sổ người tiến một bước khai phát, sở được đến hiệu quả thực tế cùng khai phát độ khó căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nào phản phất nghĩ đến cái gì, ngay tại Linh Quang lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt đó, hắn đang nghĩ đưa tay đi bắt được, nhưng trên mu bàn tay đau nhất cảm giác đánh gãy hắn suy nghĩ. Đáng cơ hờ, kết. Nào thấp giọng mắng một câu, nhìn thấy trên mu bàn tay vũ trục không chỉ có lần nữa dài ra, chung quanh còn toát ra nho nhỏ xám trắng gai nhọn, số lượng có chừng 20 chi, vây quanh vũ trục xếp thành hình chữ thập. Tới đối đầu, đau nhức cảm giác nghiêm trọng hơn. Nào không nghĩ nhiều nữa, đi vào mở ra cửa phòng chỗ sâu, trở lại hỏa thụ ngân hoa nội bộ. Dùng y niệm đóng lại chung cư cửa ra vào, sau đó thẳng đến đoàn người chỗ gian phòng. Hắn vốn là muốn đi tìm la, nhưng la mấy ngày nay dường như đang bận biểu chuyện quan trọng, liền nhìn xuống không đi quấy rầy la. Chịu đựng trên thân thể khó chịu, nào bước nhanh đi qua từng đầu hành lang, đi vào đoàn người chỗ bên ngoài gian phòng. Còn chưa đi vào cửa phòng, liền nghe được Biscuit tiếng kêu thảm thiết. Nào nghe tiếng khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng là Biscuit tại Cường hóa, cũng chỉ có loại sự tình này mới có thể để cho Biscuit kêu thảm thành dạng này. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng. Đẩy cửa lúc không dùng bao nhiêu lực, nhưng gian phòng bên trong trừ Biscuit bên ngoài người, đều là ngay lập tức nhìn về phía cửa phòng. Nào mọi người thấy bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp từ đó lộ ra có chút chật vật nao không khỏi sững sờ nao viện tường mà đứng liếc mắt nhìn về phía gian phòng bên trong đám người khi nhìn đến la lúc căng cứng thần kinh không khỏi buông lỏng làm sao rồi rời khỏi phòng cửa gần đây chính là la hòa kim nhìn thấy nao trạng thái giống như rất kém cỏi dáng vẻ liền ngay lập tức dựa đi tới những người khác cũng là như thế trừ lão bạch cùng sang bika phải canh giữ ở biscuit bên cạnh cho nên không có tới nao giơ tay lên lưng mặt hướng trước hết nhất dựa đi tới la hòa kim yếu ớt nói, mu bàn tay đột nhiên mọc ra loại vật này, để thân thể của ta trở nên rất cứng đờ, mà lại rất đau nhức. Đây là vũ trục. Kim đánh giá nâu trên mu bàn tay vũ trục. Đúng là vũ trục. La khẳng định Kim phán đoán, mắt lộ ra vẻ suy tư. Vũ trục phía trên cũng không có ngoại lai chi niệm, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Có phải hay không là? Không đúng, nào cũng không có tham dự chiến đấu, làm sao lại không hiểu thấu mọc ra loại vật này. Sarin cũng là nhích lại gần, nhìn xem kia vũ trục, chỉ cảm thấy con mắt nhói nhói, có chút không thoải mái. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Nao đang cùng Rít Phan nhất tộc chiến đấu bên trong nhiễm đến thứ gì, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cuộc chiến đấu kia, nhân viên hậu cần đều không có tham dự, bao quát Nao ở bên trong. Đã như vậy, cũng liền không có khả năng tiếp xúc đến sau khi cơ hờ kết để lại xuống tới niệm. Hồng Châu Yên tĩnh đứng tại la sau lưng, không nói một lời. Nghĩ đến, Nao trên mu bàn tay vũ trục hẳn là cùng Rít Phan nhất tộc không có liên hệ, bằng không, Hồng Châu hẳn là sẽ có phản ứng. La quay đầu nhìn thoáng qua trầm mặt không nói Hồng Châu, sau đó nhìn về phía sắc mặt rất kém cỏi nâu, hỏi, cái này vũ trục là lúc nào mọc ra? Đại khái 15 phút trước, không? Nao nói đến một nửa lắc đầu, hẳn là nửa giờ trước, thậm chí càng lâu trước đó, chỉ có điều khi đó một chút phản ứng cũng không có, cho nên ta không có phát giác được. La văn ngôn trầm ngâm một tiếng. Kỳ thật, ta có chừng một chút đầu mối. Nao chần chờ nói. Ừm. Đón đám người nhìn sang ánh mắt, Nao đưa tay cụ hiện hóa ra chủ chìa khóa, nắm ở trong tay. Còng tay không gặp. Nhìn thấy nào trong tay chủ chìa khóa, đám người ngay lập tức phát giác được không thích hợp chỗ,